năm 2010. Anh là em à? Không phải hôm nay cô Dương có tiết à? Tôi tìm anh đấy. Tìm anh à? Có việc gì không? Anh học khoa công nghệ thông tin mà, có laptop không? Anh có. Cho tôi mượn lên mạng được không? Xem không ra quán nét. Đi rồi, tôi đi mấy tiệm luôn rồi. Nghe nói dạo này quản lý nghiêm, bắt buộc phải kiểm tra chứng minh thư, không cho học sinh vào. Do mấy người bố tôi làm chứ ai? Cứ thần hồn nát thần tính. Bố em làm gì thế? Cảnh sát. Thế nếu anh cho em mượn, chẳng phải là chống đối bố em à? Đúng thế. Chống đối bố tôi thì sao? Bố tôi ly hôn với cô Dương rồi. Chẳng lẽ anh nghe máy à? Được rồi, thế chúng ta nhanh lên. Em tên gì thế? Lục An Ninh. Anh thì sao? Gọi anh là được. Gọi là chú đi vậy. Thế thì gọi anh là Ngô Gia đi. Được, cảm ơn. Tĩnh Nhi, ra đây với tôi chút. Chi cục Giang Bắc, cục công an thành phố Nam Đô. Anh có vào được hệ thống nội bộ của công an không? Không được, anh có phải hacker đâu. Em muốn tìm gì? Thôi, không tìm gì hết. Cục công an, sao em không hỏi bố em đi? Sao đấy? Có chuyện gì à? Anh có biết không? Thật ra tôi được họ nhận nuôi. Dương Mạn, Dương Kiết, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu ở Pháp à? Lâu rồi không gặp. Nói tiếng người đi. Thì là lâu rồi không gặp đó. Cậu về nước lúc nào thế? Tôi về 2 tháng rồi. Vừa nãy tôi đi qua cửa, thấy người này rất giống cậu, nên là tôi. Sao cậu ăn một mình vậy? Tôi chỉ ăn đại thôi. Cậu ăn không? Tôi vẫn còn một suất. Gọi về cho con gái tôi. Cậu ăn trước đi. Không ăn không ăn. Tôi không đói. Cậu về thăm người thân đấy à? Xem thế nào đã. Có khi không đi nữa. Tôi mở một công ty nhỏ ở đây, làm mảng cho lưu dân hóa nghệ thuật Trung Quốc và nước ngoài. Làm ở trong nước thì tiện hơn ấy mà. Cậu ra nước ngoài năm nào ấy nhỉ? Năm 98 à? Tôi còn bảo mà, cậu chẳng nói câu nào, đã mỗi người một nơi rồi. Hồi đó ra sách mẫu, tôi còn bảo mời cậu đi ăn để cảm ơn nữa cơ. Thế mà cậu đã đi rồi. Không phải lúc đó tôi thấy cậu bận chăm con nên ngại làm phiền à? Tôi nghe nói cậu ly hôn rồi. Ly hôn rồi. Đằng nào ly hôn hay không cũng thế mà. Cậu thì sao? Đã kết hôn chưa? Có phải đã tìm một cô gái Sophie Marceau ở Pháp rồi không? Không. Tôi vẫn cứ một mình thôi. Thế mẹ cậu không sốt ruột à? Tôi không có gì để nói với họ. Sống một mình vất vả lắm đúng không? Đâu có, không vất vả. Sao vậy? Tôi già đi nhiều lắm mà. Thế thì không, chỉ hơi già đi thôi. Cậu có biết ăn nói không đấy? Cậu phải nói không thay đổi chút nào chứ. Kiểu người gì thế này? Thay đổi tôi cũng không để bụng mà. Đúng rồi, tôi vẫn bận chút chuyện. Thế này đi, hôm khác chúng ta ngồi với nhau ăn một bữa tử tế được không? Được. Cậu làm việc đi, người bận rộn. Tôi đi nhé. Cạn ly.